Sơn Trôn Pháo Hoa, kênh pháo hoa số 1 Việt Nam. Hello anh em nhé, chào tất cả anh em biết của mình. Mình là Sơn Trôn Pháo Hoa. Thì trước màn hình của anh em đây cũng như là cái tiêu đề thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái cách gọi là làm một cái pháo chơi Tết khá là đơn giản, một cái loại pháo gọi là đi cùng với tuổi thơ của anh em cũng như là tuổi thơ của mình về xưa. Thì pháo này mang tên là pháo van anh em nhé. Thì ở đây do mình ở bên đây thì mình không thể tìm được van đấy, thì mình đã ở đây thiết kế một cái này. Anh em nhìn thì nó cũng hiện như một cái van thôi. Thì mình khuyên anh em nếu anh em làm pháo van ấy thì anh em sử dụng cái van gạo nhé. Nếu mà cái van cối ở những xe máy thì không nên sử dụng cái đấy, thì nó quá là to. Anh em nên sử dụng những cái loại van gạo, van ở cái xe đạp ấy thì nó sẽ nhỏ như này, và cái lỗ nó nhỏ này, lỗ nó tầm khoảng 4-5 mm. Đấy thì mình đã thiết kế một cái hiện như đây. Đây là cái van rồi nhá. Còn đây là một cái đinh. Cái đinh em cũng tìm một cái đinh khoảng 4 hoặc đinh 5 ở đây, coi như cái đinh. Đấy, thì coi như đây phần chuẩn bị là cái van này. Cái tiếp theo là không thể thiếu đó là diêm. Và đây là vài cái dây cao su. Đấy, thì đèn gì giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cách thực hiện nhé. Thì đầu tiên là cái phần dây cao su này thì anh em làm cái dây to hơn. Đây những cái dây nhỏ này. Đây dây to hơn một chút. Đấy, anh em buộc vào cái đinh. À, buộc vào cái đinh. Thì cái dây cao su buộc cái đinh này ấy, thì cái chức năng của nó để làm gì? Thì tí nữa mình sẽ buộc vào cái van này thì mình sẽ nói cho anh em xem là nó để làm gì nhá. Và mình sẽ buộc này. Nói chung là buộc cũng không cần chắc đâu, chỉ cần buộc đủ độ là được rồi. Đấy, sao cho nó giữ. Đấy, à, buộc vào. Rất là đơn giản thôi. Đây, đây nhá, buộc vào nhá. Tí nữa mình sẽ lấy kéo cắt đi. Còn đây là cái van. Thì bình thường mình quên nói cái chi tiết gọi là cái van gạo ấy. Thì bình thường đây là cái này là mình tự làm nên là nó không thông nhá. Chỗ này nó chỉ sâu một đoạn thôi. Còn là cái van gạo thì nó sẽ thông lỗ. Thì anh em lấy cái chỉ ấy, chỉ ở cái lưới đánh cá ấy, anh em đút vào đây. Kiểu như là đây, độ sâu anh em nhìn cái đinh này. Độ sâu rồi, đấy nó chỉ một tí thôi. Đây, nó tầm khoảng chỗ này là tầm khoảng chưa đến một phân thôi. Đấy, thì anh đút vào thì anh em cũng làm ở cái van cũng như thế. Đút cái chì vào đây. Đấy, ở bên đây mình không có chì nên mình mới làm như này. Đút chì vào để cho nó chỉ được một đoạn này thôi nhá. Đây anh em nhìn rõ này, chỉ một đoạn này thôi này. Đấy. Và bỏ vào đây này. Đút vào đây. Đồng, cái dây chun này thì kéo hơi kéo một chút để nha. Em nhìn cho nó kiểu như là nó kéo cái đinh lúc nào dính vào cái van luôn để cho nó không rơi ra. Đấy, anh em hình dung ra chưa nhỉ? Bây giờ mình sẽ cố định nó vào đây này, lấy cái dây tiếp theo này, cố định vào. Ôi giời, kéo mạnh quá đứt luôn. Đó, là mình sẽ cấu đứt cái này đi nhé. Ờ, thì đây là mình đã hoàn thành xong một cái chiếc pháo van. Anh em nhìn thấy rất là đơn giản luôn. Đấy, trong những cái cấu tạo nó chỉ như này thôi, một chiếc đinh và một chiếc van. Bước tiếp theo là mình sẽ lấy cái hộp diêm này nhá. Thì tại vì ở đây là mình không mua được diêm, ở bên đây người ta rất là hiện đại rồi nên là người ta không bán diêm nữa, nên là mình ở đây mình cũng đã đi tìm được một loại này. Đây, đây là hộp pháo diêm. Đây cái đầu ở đây thì cái pháo diêm này ở đầu nó còn chút diêm ấy. Đấy thì anh em hình dung đây là diêm nhé. Và mình sẽ cho cái diêm đấy vào trong cái lỗ này để xong bắt đầu đập mạnh nó xuống đất thì nó sẽ lỗ. Giờ mình sẽ làm test một thử quả đầu nhé. Thì cái này thường là những quả đầu chứ hồi xưa cái tuổi thơ của mình làm ấy, quả đầu nó thường hay xịt anh em. Để cái diêm hồng hồng này đấy. Bên đây thì diêm khó chứ ở Việt Nam mình thì diêm nó phải hàng biển đấy anh em nhỉ, đâu tìm được đâu. Đấy, bây giờ mình sẽ thử test quả này cho anh em xem nhé. Đây thì mình mang ra ngoài sân anh em ạ. Đây nhá, trước khi lổ mấy quả đầu tiên anh em lên cho đây này, trong cho diêm xoáy cho lóng lóng một chút đi. Đấy thì ở đây mình dẫn tại sao có cái như này nhá. Thì anh em tìm một cái gọi là cái phản gỗ dài, thì phản bằng hai đầu ngón tay thôi, trong mỏng mỏng anh em đục cái lỗ,
xong cái van này nha, anh em cho chui cái lỗ ấy thì anh em lúc đập thì nó dễ dàng ấy. Như đây tại vì mình vẫn chưa tìm được cái miếng gỗ, thế là mình đã dùng thử cái kìm này nhá để mình đập, gọi là làm cho anh em xem thôi. Đây, và mình sẽ nắm chắc vào cái kìm này và mình đập xuống bàn này này để anh em thử con mình xuống cho lòi xịt. Ôi giời, xịt đấy. Quả đầu tiên hố luôn anh em ơi. Úi giời, điên điên bản luôn này. Anh em thấy được không? Đấy, khá đơn giản. Và mình sẽ test thử quả thứ hai này. Đây. Úi giời ơi. Quả đầu tiên hố luôn. Nhưng đập phát thứ hai. Đấy. Thì cái phát đầu tiên là nó vẫn kiểu như là chưa đủ lắm ấy. Đây là cái diêm hồng này. Ừ. Cho vào này. Cho nói chung là nhiều diêm thì nó lỗ to, còn ít diêm thì nó sẽ lỗ nhỏ nhé. Nói chung là anh em gọi là nghịch chơi phá tép ấy thì cứ tầm 2 đến 3 que thôi, chung chung cứ 2 que thôi, không nên nhiều. Nhiều quá vỡ vàng ấy. Hồi xưa lúc mình vẫn còn trẻ ấy, chơi lúc đợt đấy cho tham nữa, vỡ vàng. Để mình cấu cái cà su đi. Đấy. Vâng, đây là quả thứ hai. Lỗ hay xịt. Úi giời ơi. Đấy, anh em thấy được không? Anh em có cái điều gì mà vẫn còn thắc mắc nhá thì cứ comment phía dưới vào mình nhá, mình sẽ trả lời anh em về cái cách làm. Đây, khá là đơn giản luôn. Quả thứ ba này. Đây, tập hai quả lỗ cả hai luôn. Đây, một tí diêm thôi, không cần nhiều. Đành đành. Cho diêm vô này. Trước hồi xưa lúc ấy thời trẻ trâu ấy, bây giờ mình đang cũng sắp Tết rồi, mình đang chuẩn bị ra một loạt clip gọi là liên quan đến về pháo nhiều anh em nhé. Anh em hãy đừng quên like và ấn vào nút chuông nhé để nhận thông báo mới nhất kênh anh em nhé. Bởi xoay xoay này, đập mạnh xuống là lỗ đấy. Quả thứ ba này, lỗ hay xịt. Úi giời ơi. Chất đâu anh em. Ôi cái này nó đen luôn này. Đó. Đấy anh em thì có cái điều gì thắc mắc cứ comment xuống dưới, mình hướng dẫn chi tiết. Đây, khá đơn giản, một cái gọi là cách làm pháo gọi là cực kỳ đơn giản để anh em có thể chơi Tết. Đấy thì vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em cách làm pháo van đơn giản ấy. Thì cái đấy là cái là về cái phần đập. Còn ở đây là mình đã chuẩn bị sẵn ở đây thì mình đã làm chế mấy cái giấy, thì để cái này để khi mình không cần đập anh em nhé. Chơi cái trò chơi này hồi xưa là quăng lên trời xong tự rơi đất nó đập này nó sẽ tự phát lỗ đấy. Thì ở đây là tại sao mình làm cái giấy này, thì ở đây hồi xưa là mình chuyên là lấy cái đuôi gà ấy, lông đuôi gà ấy, cái lông dài dài đấy, mình lấy 4-5 cái hoặc 6 cái được, xong quấn vào đây thì nó sẽ tạo thành những cái hình trong chóng này, khi mình quay đáp lên trời ấy, thì nó sẽ quay và nó sẽ trúc cái đầu đinh này rơi xuống đất thì nó sẽ tạo ra một cái lực để lỗ cái quả pháo nhá. Thì do đây mình không có nên mình sẽ cứ làm cái giấy tạm thời nhá. Bây giờ mình sẽ thử luôn này. Đây quả pháo trên tay này, bây giờ mình sẽ quăng lên trời đấy. Úi giời ơi, thấy không, anh em thấy không, quăng phát nổ luôn đấy. Phải chất, mình sẽ làm thêm một quả nữa nhá. Và đây là quả thứ hai nhá. Mình sẽ quăng xong quả này và mình sẽ xin kết thúc video nhá. Quăng lên trời này. Ấy. Ấy. Xin lỗi. Quả này khả năng độ quay của nó không được đều lắm. Mình nhìn nó không được đều cho lắm. Nó hơi bị lệch rồi. Tại vì cái này là nó không đều mà. Những cái lông gà thì nó mới đều anh em ạ. Rồi, quăng lên trời này. Quăng cao một chút này. Đấy, úi giời ơi, tung mất giấy luôn này. Còn quả pháo thì nó bay đây rồi. Đấy, và đấy thì là hôm nay mình gọi là chia sẻ cho anh em một chút gọi là về cái cách làm pháo vàng ấy. Thì ai có những cái gọi là không biết hay là chưa hiểu cái gì ấy thì có thể comment phía dưới hỏi mình, để mình sẽ trả lời cách làm chi tiết
cho anh em có thể làm được cái quả pháo này thành công nhé. Một nữa cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình. Bye bye anh em.